thứ ba, tuần thứ 14, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 32 đến câu 38. Một hôm, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Người Pha-ri-sêu lại bảo: ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Quý vị và các bạn thân mến, dân chúng thán phục khi thấy Chúa Giêsu làm phép lạ. Quả là một điều kỳ diệu mà họ chưa chứng kiến bao giờ. Vì người câm bị quỷ ám vừa được đem đến cho Chúa Giêsu thì được chữa lành. Thế nhưng là người có uy tín trong dân, người biệt phái lại tìm cách bóp méo sự thật, lèo lái ý hướng suy nghĩ của dân để dân tin rằng Chúa Giêsu không phải là đấng cứu thế, mà đơn giản chỉ dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Với tư tưởng thiển cận, những nhà lãnh đạo Do Thái mường tượng về một đấng Messiah cao sang, kính nhi viện chi, chứ không chấp nhận một đấng cứu thế mà lại hạ mình, hòa đồng, ngồi chung bàn với người hèn kém. Trước những lời ong tiếng ve, dèm pha ấy, Chúa Giêsu chẳng những không nản lòng, nhưng còn tiếp tục thực thi sứ vụ. Người cho các môn đệ biết một thực trạng rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vâng, là một mục tử nhân lành, Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót khi nhìn thấy nỗi lầm than của đàn chiên đang vất vưởng không người chăn dắt. Trước sự bao la vô vàn của hoạt động tông đồ mà bản thân con người không sao gánh vác hết, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện: anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lạy Chúa, xin ban cho hội thánh có được những mục tử như lòng Chúa mong ước, sẵn sàng bảo vệ sự thánh thiện của giáo hội, có một tấm lòng thương xót và hảo tâm để tận tình phục vụ đàn chiên, nhất là những đàn chiên thiếu vắng mục tử trông coi lãnh đạo. Amen.